Ok, thì cứ giúp gì được cứ giúp. Cái lòng tốt của mình với cái lòng đạo nghĩa của mình á, nó bộc trực thì nó lộ ra, cái chó lộ thoải mái. Cũng giống như mấy Phật tử mà tu mà có từ bi á, đến lúc mà mình hiểu về đạo á là mình cứ thấy thấy mấy vị thầy mà được huấn luyện á nha, gọi là thầy được huấn luyện ăn nói rất là khôn khéo, tại tiến sĩ Phật học mà. Là cái mình cứ nghĩ là đúng, lúc đó là xả thân luôn, cũng xả nữa thì mình bị lầm mấy cái chỗ đó, cho nên phải coi lại cái hành động chứ mình không có nghe theo âm thanh và màu sắc. Hồi xưa Phật Thích Ca có dạy mình đó là thời mạt pháp là thời này nè, Phật tử phải có chánh kiến, không có nên chạy theo âm thanh và màu sắc đó. Thì cũng nhắc lại lời của Phật thôi, mình phải coi cái thực tế chứ mình không có cái chạy theo âm thanh cái màu sắc. Còn ai mà làm lợi cho tất cả mọi người, có lợi lạc cho mọi người thì người đó là đệ tử của Phật. Thiên Long Nam Mô A Di Đà Phật, thương anh Kiệt nhiều quá. Cảm ơn Thiên Long. Thiên Long cũng thương hết tất cả người Việt khắp năm châu, người Bắc, người Trung, người Nam, người nào Kiệt cũng thương. Kiệt chỉ muốn nước mình đoàn kết, thì không muốn nước mình mà khi bị Trung Cộng nó ăn hiếp á, thì lúc đó có thể chia làm đôi giống như trước 75 nữa đó nha, có thể lắm. Cho nên nước mình sau này chỉ có quân chủ lập hiến thì mới thống nhất được, tại vì cái dân trí của Việt Nam mình rất là thấp, mà nếu mình đi theo Cộng Hòa đó thì nó sẽ thành ra là độc tài, tại vì nó nghe thì phải độc tài, còn nếu mình theo dân chủ thì sẽ thành ra phát xít. Thì chỉ có quân chủ lập hiến thì như kiểu Nhật, kiểu Anh, kiểu Mã Lai, kiểu Đức, kiểu Thụy Điển rồi á, thì gọi là quân chủ lập hiến thì mới là thống nhất đất nước, mới là cường thịnh giàu mạnh. Cái thể chế nó quan trọng lắm. Còn bây giờ thể chế của mình cũng 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 mạnh vậy, rất là mạnh, đảng rất là mạnh, dân rất là yếu. Kathy Bùi nói khi nào Trung Cộng tấn công Việt Nam vậy anh? Khi nào tấn công Đài Loan thì nó không có dám tấn công mình, nó chỉ giả mình mới bọc tay dằn mặt cho vui, thì lúc đó nó sẽ làm eo làm sách, nó giờ mày không theo tao hết thì mày theo tao không nữa, giống như chia con ra vậy đó. Đó thì mình coi màn ba, mà những trong sấm cơ nói thì chuyện nói theo á là khi mà Trung Cộng nó thua biển đảo thì đập tan Bắc Hà Đế Kinh á. Dương Quốc Tuấn nói thầy Kiệt có xài Zalo không? Cái này mình là Kiệt thôi, đừng kêu bằng thầy nha anh Tuấn. Có mà, 408 833 5399 là chồng có Zalo. Gì muốn hỏi gì nhắn vào đó, nhưng mà 2 3 ngày Kiệt mới trả lời, nghe rảnh Kiệt mới trả lời chứ không phải nhắn thì trả lời liền. Lâu lâu á Kiệt rảnh á thì ngay lúc đó thì nó lên thì Kiệt trả lời. Chứ bình thường á thì 2 3 ngày. Thiên Liên nói chú Kiệt xin ơn trên cho cô Hằng ra đi chú. Cổ ở chậm nhiều chừng nào á, giống như bây giờ mình rèn thép, rèn sắt, mình phải rèn cho lâu, mình thả vô lửa rồi không, cũng như lò xo vậy, phải để cho nó thấy như vậy nè. Đến lúc mà nó bung nó mới mạnh, nó mới có hiệu lực. Thì cổ đang đóng bữa hổm cổ đông đóng dài, có đẹp không, học sòn có đẹp không, hôm nay chổng cơm tù có ngon không, áo rằng rằng có đẹp không, đại khái thì cổ cũng là một dạng diễn viên rất là giỏi của thời đại này. Khi cổ ra đó, thì lúc đó đó con người của mình đó, mới thấy